anh ơi tha cho em đi anh, em hứa với anh là một tiếng nữa anh qua trở lại đây, anh làm theo những cái gì mà em nói với anh nãy giờ là bảo đảm anh, em trả tiền cho anh liền nha anh. Đúng một tiếng nha. Dạ một tiếng, còn một năm nữa. Gì một năm? À, dạ lộn, một tiếng, một tiếng. Đúng một tiếng quay lại là phải có tiền nha. Dạ. Nhớ đó. Dạ, anh đẹp trai mạnh dữ quá. Dạ, một tiếng nữa nha anh. Hello. Trời ơi, sao hồi nãy giờ tao gọi cho mày hoài mà không được vậy? Mày mắc cười quá, mày đi phải cái từ từ chứ đâu mà kêu một cái tới liền vậy ngộ. Bây giờ mày đang ở đâu? Bây giờ mày tới mày giúp tao đi, bạn bè gì kia cục. Yeah, yes, yes, I will. Cái gì trời? Yeah, mình đang nói tiếng Anh nữa. Tao tới rồi. Mày đâu? Đây nè. Mày rảnh quá, tới không túc máy thì vô luôn đi, mày đặt nói chuyện thoại, thoại gần hết tiền nè. Người ta nói á, khách tới nhà không chỗ trà thì cũng chỗ đó. Ý lộn. Khách tới nhà không trà thì cũng rượu á. À, mình có thể rót cho bạn một miếng nước được không? Trời ơi, mình tiếc gì với bạn một ly nước. Ngồi đợi chút xíu nha. Ủa cái bàn nước nhà mình đâu rồi ta? Giang ơi, một chút xíu nữa. À, mình dẫn Giang đi ra ngoài uống trà thửa nha. Uống trà thửa? Ờ, uống trà thửa. Ủa bên đây sao nhà trống quơ vậy? Tại vì mình chuẩn bị dọn hết nội thất trong nhà này, thay hết nội thất mới á. À là tân trang á hả? Người ta gọi là tân trang. Ờ, tân trang á hả? Ê, thích quá, thích quá. Dạ. Tiếng gì vậy ta? Tiếng gì con gì kêu ta? Ê, cái tiếng từ trong bụng bà ra luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì mấy hôm nay là tôi đang giảm cân á. Giảm cân? Là không ăn á hả? Thì cũng không có ăn, tại vì ăn sợ mập. Đem cái bánh giò qua cho bà nè, mà bây giờ bà không ăn, giờ sao giờ chắc tôi phải ăn á. Thôi bữa nay tôi bỏ đa ạt, chẳng lẽ giờ ông đem bánh qua cho tôi mà tôi không ăn đúng không? Thì phải, ủa mà ăn giờ đâu giờ, không có bàn. Không có bàn thì ngồi xuống đây nè, rồi đây bỏ ha. Cái bánh ra, rồi hai đứa mình gỡ ra. Ủa, gì mà chắc giờ cho cái dao đâu, kiếm cái dao đi. Đừng nhịn đói mấy ngày hôm nay. Không, lấy cái dao nè. Cái dao nè, ai dao gì cũng bự nữa thiệt. Ủa mà cái dao sao máu không vậy? Trời ơi, cái dao. Đừng. Anh ơi, cái gì vậy anh ơi? Cái gì bình tĩnh nói anh ơi, anh ơi. Anh ơi, không có tiền đâu, không có tiền anh ơi. Anh ăn cướp. Đúng rồi, ăn cướp. Đứng đó làm cái gì nữa, có tiền không đưa đi. Anh ơi, anh muốn nhiêu? 3.7. 3.7 đưa 3.7 lại lên. Ủa, bây giờ ăn cướp là phải có cái giá 3.7 hả? Thì bây giờ cái giá niêm yết trên thị trường là 3.7 đó. Bây giờ mày cứ đưa đi, mày đứng nói nhiều quá, cướp cổ tao bây giờ. Là phải đứng 3.7 hả? 3.7 lại lên. Ủa, sao kỳ vậy? Nè, đưa 3.7 cho người ta đi. Mà bây giờ tao không có tiền mặt, mày hiểu không? Bây giờ mày không có tiền mặt hay là em chạy ra cái ATM em rút nha. Ừ. Được không? Đi rút tiền đi, rút tiền thôi. Đợi chút xíu. Đợi chút xíu chịu khó nha anh. Ê. À mà khoan anh. Anh là ăn cướp đúng không? Ăn cướp. Mày là người bị cướp đúng không? Tao là người bị cướp. Mình đổi cái thế khác cho nó sang chút xíu. Sao? Anh trai anh vô đây anh ngồi. Anh ngồi đây. Anh vô đó ngồi đi. Rồi mày đứng kế bên anh, mày đứng kế bên anh đi. Rồi. Khớp chưa? Rồi. Mình đi. Em đi nha. Anh nhìn thẳng về phía trước, Cái gì? Thôi đừng có gọi. Em đi nha. Quay lại. Quay lại. Đứng vô. Báo công an hả? Báo giết này nha. Trời ơi, mày nghĩ sao mày đi báo công an vậy? Mày không biết là người ta đang cướp cái dao vô cổ tao hả? Mày điên hả? Tao đi ra ngoài tao báo là được rồi, mày la lên cho nó biết chi mày vậy? Mày đi báo công an là tao vô tao bắt tao đó. Ủa sao kỳ vậy? Ảnh là ăn cướp đúng chưa? Mày là người bị cướp đúng chưa? Đúng rồi. Tao là nhân chứng nè. Mày mà bây giờ tao chạy đi báo công an, thằng này bị bắt chứ. Không, tao bị bắt rồi. Tao tức quá, mày qua đây mày ngồi coi. Ơi thiệt tình. Anh ngồi xuống đây. Anh ngồi xuống, em mượn cái dao. Rồi mượn dao, ngồi xuống đó đi. Rồi. Đây nè, bây giờ tao làm cướp nè. Đúng rồi. Rồi mày bây giờ mày là nhân chứng rồi đúng chưa? Rồi. Anh là người bị cướp đúng chưa? Bây giờ tao làm cướp nè. Rồi, bây giờ tao đi báo công an. Rồi đi báo công an. Thì công an sẽ bắt ai? Bắt tao. Ủa sao bắt mày nữa? Trời thiệt khổ ghê á. Mệt quá, mày trả dao cho anh ta đi. Trả dao đi, sao rồi, khó hiểu quá vậy? Anh nói luôn đi, tôi mệt quá, tôi giải thích cho thằng này tôi mệt quá. Giờ trả 3.7 không? Một tiếng trôi qua rồi, chưa nói lời nào. 3.7. Ủa anh sao mà phải trả 3.7 vậy anh trai? Nào tôi 3.7 thì trả thôi. Khoan nè, tới đoạn này vui vậy nè. Giờ em hỏi cái là nó thiếu anh 3.7. Đúng rồi, thiếu 3.7. Chứ không phải là anh vô đây anh cướp với cái giá 3.7. Đúng rồi. Mà hồi nãy giờ nó la lên, nó đổ thừa anh là anh cướp. Đúng rồi. Chứ cái dao này ở đâu ra? Dao này chặt tiếp theo. Ủa sao mang tia ta? Cái dao chặt tiếp theo hả? Ừ. Anh làm nghề bán thịt heo đúng không? Đúng rồi. Thêm thông minh chưa? Thấy cái dao chặt thịt heo là biết làm nghề bán thịt heo được. Rồi. Cho em số điện thoại. Tại em hay ăn thịt heo lắm. Tiền nhà mang thịt heo lắm. Rồi. Để.
Ê, đi đâu 3 triệu 7? Đi ra đóng cửa chứ đi đâu trời. Tôi mượn 3 triệu 7 đi vàng ơi vàng. Bây giờ vụ này tao không biết giải quyết sao luôn nè. Anh, bây giờ em nói anh nghe nè. Thằng này là bạn thân của em. Tụi em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Bây giờ mà nói nhiều tiền lắm. Bây giờ anh cứ đi về đi, 1 tiếng sau anh quay lại nó trả tiền cho anh. Dạ chắc. Nhớ là 1 tiếng sau quay lại mà không có đi. Dạ không có thì anh cứ chém nó thôi. Tại nó đứng nó bảo lãnh cho em mà. Nhớ đó 1 tiếng. Bây giờ tao nói mày nghe, mày cho tao mượn 3 triệu 7 đi. Tao có tiền tao cũng không có cho mượn được nữa. Mày biết rồi đó, hồi xưa ở cái Sài Gòn này tao là nhiều bạn nhất luôn á. Tao 1.000 rưỡi con bạn. Mà mỗi lần tao quăng 2 triệu tao cho mượn mất con bạn. 2 triệu là mất con tại bạn. Tại vì mày cho có 2 triệu, mày cho 4 triệu không có mất bạn đâu. Tao nói thiệt, bây giờ mày cho tao mượn thì không có mất bạn đâu, tao trả tiền lại cho mày. Cái này là tại vì em tao nó gây ra là tao thấy gánh thôi chứ không phải tại tao đâu. Vàng ơi Vàng. Ai à, chị em chỗ sao sáng gì đi đâu mà mẹ đánh em bây giờ đi về nhà kiếm mẹ kìa. Gì vậy? Ủa con có chuyện gì không em? Sức khỏe em có vấn đề gì không? À, chị ơi anh Vàng anh làm cho em có baby á. Trời ơi Vàng. Mày điên hả con khùng kia? Mày nghĩ sao tao làm mày có bầu được vậy? Chị ơi bây giờ em có bầu rồi giờ sao trời chị? Ơi, em đứng lên đi đã, em đứng lên. Chị ơi, đừng tin nó. Em có sức khỏe là quan trọng hết. Em có bầu mà em không có tiền, em đói bụng quá chị ơi. Em trời ơi, khổ tâm quá. Chị ơi. Chị đi mua xe mà ấm sức khỏe chứ trời. Dạ, có bầu chị. Trời ơi trời. Ê. Thì tự nhiên chị đưa tiền cho nó làm chi? Chị nhìn là chị thấy biết rồi. Em làm sao có khả năng là nó có bầu được. Gì vậy? Nó giỡn thôi. Nè, nói thì sao giờ không muốn cho người ta mượn tiền đúng không? Hồi qua đây chị nói cho nghe nè. Mà sao chị biết vậy? Trời ơi, hồi nãy chị ở ngoài chị nghe hết trơn rồi, chị mới vô đây chị cứu em nè. Bây giờ trong trường hợp này là em có xác định em có muốn cho bạn mượn không? Nhưng mà không biết rồi cho mượn rồi nó có trả không? Nếu mà nó không trả thì em mất bạn thì sao? Bởi vậy trong trường hợp này em phải chia ra thành hai cái tình huống để em giả định. Nếu mà bạn mình mượn tiền thì em phải luôn luôn dứt khoát một quan điểm đầu tiên, đó là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Nếu như muốn giữ bạn thì ngay từ đầu tiên mình xác định là mình sẽ không cho mượn luôn. Mất lòng trước được lòng sau. Ủa như vậy ích kỷ quá. Tại vì bây giờ chủ nợ tới dí nó mà còn đem dao qua nữa thì thấy rất là tội. Trong trường hợp số 2 em xem cái mối quan hệ tình bạn này quan trọng. Dạ. Và em cũng có ý định muốn giúp người ta. Vậy thì em phải luôn luôn xác định là trong trường hợp này mình cho bạn mượn được, mình giúp đỡ bạn. Thì mình cũng phải xác định một cái trường hợp giả định số 3 là bạn không trả được cho mình. Thì mình cũng xem như đây là cái số tiền giúp bạn, như là một món quà mình hỗ trợ bạn trong điều kiện khó khăn. Còn trong cái trường hợp mình cho bạn mượn tiền nhưng mà mình vẫn nghĩ rằng là bạn chỉ đang khó khăn thôi và bạn sẽ chắc chắn trả lại cho mình, thì em phải làm theo các bước sau đây. Bước thứ nhất, em phải cho bạn thấy rằng đây là cái sự chân thành của em và em muốn giúp đỡ bạn. Cũng muốn nói với bạn rằng, gửi gắm một cái thông điệp tới bạn rằng là vì rất là quý mến cái tình bạn này cho nên bạn đừng có làm cho mình bị mất niềm tin ở bạn. Và cái thứ hai, khi mà em cho bạn mượn tiền, nếu như có số tiền lớn đó thì em phải cần có giấy trắng mực đen. Còn nếu như cái số tiền này đối với mình nó cũng không quá lớn thì mình phải giao kèo rõ ràng với bạn rằng là bạn mượn tiền của mình, khi nào bạn có thể trả được. Cách số 3 là mình sẽ nói tiếp là có thể bạn chia nhỏ cái số tiền ra để bạn khỏi bị áp lực, và mình quý bạn cho nên là mình cũng muốn bạn không gặp khó khăn khi mà nợ cái số tiền cho mình. Trả theo cái dạng như là trả góp đúng không? Rồi, ví dụ như bây giờ em cho nó mượn 4 triệu thì nó trả, thay vì nó trả một lần 4 triệu thì nó trả một lần 500. Và cái bước số 4 là mình phải tôn trọng bạn. Mình nói với bạn như thế này rằng là cái tiền bạc nó chỉ là nhỏ thôi, cho nên quan trọng nhất là tình cảm của cả hai đứa mình. Do vậy bạn phải giữ cái lời hứa đối với mình. Có thể là tháng này bạn chưa có tiền bạn trả mình, nhưng bạn hãy cố gắng bạn giữ lời hứa đó, bởi vì đối với mình niềm tin là quan trọng hơn cả tiền bạc. Và cái điều cuối cùng nữa, qua cái bước số 5, đó chính là trước khi tới cái kỳ hạn tiền thì mình cũng phải khéo léo để mình nhắc nhở bạn bằng tin nhắn hoặc là bằng cách nói chuyện. Ok chị, em sẽ giải quyết với nó. Cảm ơn chị. Bây giờ tôi có một cái chuyện này cũng quan trọng lắm, tôi tính mượn. Qua tự nhiên xong rồi tôi ở nhà, bà biết nhà tôi có con chó đó, con Mina đó. Mina sao? Xong tự nhiên hôm qua nó bị tiêu chảy thì sao á, phải đưa nó đi cấp cứu. Đưa đi cấp cứu, bác sĩ nói bây giờ phải mổ ruột thừa cho nó. Trời, con chó mà đi tiêu chảy mổ ruột thừa luôn hả? Đó, bây giờ túng tiền quá, tôi không biết sao, giờ đang thiếu tiền. Trời, tài khoản bữa hổm nhiều vậy mà giờ hết luôn á hả? Ba nói là ba không có cho gọi, ba không gửi tiền nữa, cho nên là ba khóa tài khoản lại rồi. Bây giờ đâu có còn tiền đâu. Bây giờ đang thiếu 4 triệu, định qua định nó nói bà là bà có tiền chưa? Sắp tới hạn trả rồi, không mấy bà gửi cho tôi luôn đi. Thật ra thì cũng tính trả cho ông, nhưng mà
chưa có xoay được tiền, bây giờ chuyện khác nó ập tới nữa, tính mượn tiền ông nè. Chắc tôi hỏi mượn tiền ông lần này quá. Còn cái vụ trước thì để ít bữa nữa tôi trả nha. Vậy là coi như là bà cũng đang muốn mượn tiền đúng không? Bà cũng đang túng tiền, tôi cũng đang túng tiền. Hai đứa mình khổ như nhau mà. Anh đứng lại. Bà công an gì quay lại. Ôi dưỡng. Mày bị điên hả?